Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Này những trưởng tộc và gia phổ của các người từ Babylon đi lên với ta trong đời vua Artaxerxe trị vì. Về con cháu Phinea có Gẹt Sôn, về con cháu Ithama có Daniel, về con cháu David có Hát Túc, về con cháu Shekania, con cháu Pharos có Sachari và những kẻ ở với người. Theo gia phổ, sổ được 150 nam đinh. Về con cháu Phahat Moab có Elioenai, con trai của Serahia, và với người được 200 nam đinh. Về con cháu Shekania, có con trai Yahasien, và với người được 300 nam đinh. Về con cháu Adin, có Ebed, con trai Jonathan, và với người được 50 nam đinh. Về con cháu Elam, có Esai, con trai Athalia, và với người được 70 nam đinh. Về con cháu Shephatia, có Sebadia, con trai Mikael, và với người được 80 nam đinh. Về con cháu Joab có Abdia, con trai Jehiel, và với người được 218 nam đinh. Về con cháu Shelomit có con trai Yoshiphia, và với người được 160 nam đinh. Về con cháu Bebai có Sachari, con trai của Bebai, và với người được 28 nam đinh. Về con cháu Agag có Johanan, con trai của Hakatan, và với người được 110 nam đinh. Những kẻ thuộc về con cháu Adonikam đến sau hết, tên chúng là Eliphelet, Jehiel và Shemaya, và với họ được 60 nam đinh. Về con cháu biết vai có Utai cùng Sabbut, và với họ được 70 nam đinh. Ta nhóm hiệp chúng gần bên sông chảy về Ahava, rồi chúng ta hạ trại tại đó 3 ngày. Đoạn, ta xem xét dân sự và thầy tế lễ, song chẳng thấy một người Lê-vi nào hết. Ta bèn sai gọi các trưởng tộc Eliese, Arien, Shemaya, Enathan, Yarib, Enathan, Nathan, Sachari và Mesulam, luôn Yoyarib và Enathan là thầy giáo sư. Ta sai các người ấy đi đến trưởng tộc Ido ở tại Kashifia, biểu họ phải dạy Ido và các anh em người, tức người Nethinim ở tại Kashifia, phải dẫn đến cùng chúng ta những kẻ giúp việc nơi đền thờ của Đức Chúa Trời chúng ta. Vì nhờ tay Đức Chúa Trời chúng ta phù trợ, các người ấy dẫn đến cùng chúng ta một người khôn ngoan thuộc về dòng Mách Ly, là hậu tử của Lê-vi, con trai của Israel, luôn Sherebia và các con trai cùng anh em người, số được 18 tên. Lại được Hashabia và Esai thuộc về dòng Merari cùng các anh em và các con trai người, số là 20 tên. Còn trong những người Nethinim mà David và các quan trưởng đã đặt giúp việc người Lê-vi thì có được 220 người, thảy đều gọi đích danh. Tại đó, gần bên sông Ahava, ta truyền kiêng cử ăn để chúng ta hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta và cầu xin Ngài chỉ cho biết đường chánh đáng chúng ta, con cái chúng ta và tài sản mình phải đi. Vả lại, ta lấy làm thẹn, chẳng dám xin vua một đạo quân và lính kỵ binh vực chúng ta khỏi kẻ thù nghịch trong lúc đi đường. Vì chúng ta có nói với vua rằng, tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù trợ mọi kẻ nào tìm kiếm Ngài, nhưng quyền năng và thạnh nộ Ngài kháng cự những kẻ nào lìa bỏ Ngài. Ấy vậy, chúng ta kiêng cử ăn và cầu xin Ngài điều ấy, Ngài bèn nhậm lời chúng ta. Trong những thầy tế lễ, ta bèn chọn 12 người trưởng là Serebia, Hashabia và 10 người anh em họ. Đoạn, ta cân cho chúng các bạc, vàng và những khí dụng mà vua, các mưu thần, các quan trưởng vua cùng cả dân Israel có mặt tại đó đã dâng cho đền của Đức Chúa Trời chúng ta. Vậy, ta cân giao cho họ
650 ta lân bạc, khí dụng bằng bạc giá 100 ta lân và 100 ta lân vàng, 20 cái chén bằng vàng giá 1.000 đa riết và 2 cái chậu bằng đồng bóng láng tốt nhất cũng quý như vàng. Rồi ta nói với chúng rằng, chính các ngươi đã được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, và các khí dụng này cũng là thánh. Bạc và vàng này là lễ vật lạc ý dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi. Khá gìn giữ nó kỹ lưỡng, cho đến chừng các ngươi cân lại trước mặt những thầy tế lễ cả và người Lê-vi, cùng trước mặt các trưởng tộc của Israel tại Jerusalem, trong kho đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vậy, những thầy tế lễ và người Lê-vi, sau khi đã kiểm soát lại sự cân nặng của bạc, vàng và những khí dụng rồi, bèn thâu nhận đặng đem đến Jerusalem trong đền thờ của Đức Chúa Trời chúng ta. Ngày 12 tháng Giêng, chúng ta ở sông Ahava khởi hành, đặng đi đến Jerusalem. Tay của Đức Chúa Trời chúng ta phù trợ chúng ta, giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù nghịch và khỏi kẻ rình phục dọc đường. Đoạn, chúng ta đến Jerusalem, ở tại đó 3 ngày. Ngày thứ tư, chúng ta cân lại bạc, vàng và những khí dụng trong đền của Đức Chúa Trời, rồi giao cho Meremoth, con trai Uri, thầy tế lễ, với người có Eleasa, con trai của Phinea, Josabab, con trai Yeshua, và Noadia, con trai Binui, người Lê-vi. Cứ theo số và cân, số cân nặng đều biên chép trong một kỳ ấy. Những người đã bị bắt làm phu tù được trở về, dân của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời của Israel bằng 12 con bò đực vì cả Israel, 96 con chiên đực, 77 con chiên con và 12 con dê đực để làm của lễ chuộc tội. Cả thảy đều dâng lên làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Chúng giao chiếu chỉ của vua cho các quan trấn và cho các quan cai của vua ở phía bên này sông. Họ bèn giúp đỡ dân sự và việc đền thờ của Đức Chúa Trời. Chương 9. Sau các việc đó, các quan trưởng đến gần nói với ta rằng, dân Israel, những thầy tế lễ và người Lê-vi chẳng có phân rẽ với các dân tộc của xứ này. Họ bắt chước theo sự gớm ghiếc của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Phê-rê-xít, dân Giê-bu-xít, dân Am-môn, dân Mô-áp, dân Ê-díp-tô và dân Amorít, vì chúng có lấy những con gái họ làm vợ của mình và làm vợ con trai mình. Dòng dõi thánh đã pha lộn như vậy với dân tộc của các xứ này. Thật, các trưởng và quan cai vốn là kẻ đầu phạm tội dường ấy. Khi ta nghe các lời ấy, ta bèn xé áo trong và áo tơi mình, nhổ tóc đầu và lông râu, rồi ngồi buồn bã. Những người vâng kỉnh các lời phán Đức Chúa Trời của Israel đều hiệp lại chung quanh ta, sợ hãi về tội trọng của các người đã bị bắt làm phu tù được về có phạm. Còn ta ngồi kinh hoảng cho đến khi dân của lễ buổi chiều. Đến giờ dân của lễ buổi chiều, ta đứng dậy khỏi nơi khổ nhục mình, áo trong và áo tơi ta xé rách. Ta quỳ gối xuống, giơ tay ra hướng về Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta mà thưa với Ngài rằng, ồ, Đức Chúa Trời tôi hổ ngươi thẹn mặt, chẳng dám ngước mặt lên Ngài là Đức Chúa Trời tôi, vì gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi và tội chúng tôi cao lớn tận trời. Từ ngày tổ phụ chúng tôi cho đến ngày nay, chúng tôi đã cực cùng phạm tội. Vì cớ tội ác mình, nên chúng tôi, các vua chúng tôi và những thầy tế lễ chúng tôi đều bị phó vào tay các vua những xứ, bị gươm, bị bắt làm phu tù, bị cướp giật và bị sỉ nhục, y như điều đó đã có ngày nay. Song bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi tạm làm ơn cho chúng tôi để một phần dư lại của chúng tôi thoát khỏi và ban cho chúng tôi một cái đinh ở trong chỗ thánh này, hầu cho Đức Chúa Trời chúng tôi soi sáng con mắt chúng tôi và khiến cho chúng tôi ở giữa sự nô lệ mình được dấy lên một chút. Vì chúng tôi vốn là kẻ nô lệ, nhưng Đức Chúa Trời của chúng tôi không từ bỏ chúng tôi trong sự nô lệ chúng tôi. Ngài đã khiến cho chúng tôi được ơn trước mặt các vua Pharisee, hầu ban cho chúng tôi sự dấy lên đặng cất lại đền của Đức Chúa Trời chúng tôi và xây lên lại những nơi hư nát của nó,
cùng ban cho chúng tôi một nơi ở tại trong xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem. Bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, sau những điều đó, chúng tôi sẽ nói làm sao? Vì chúng tôi đã lìa bỏ những điều răng. Ngài đã cậy các tiên tri là tôi tớ Ngài mà phán dạy chúng tôi rằng, xứ mà các ngươi sẽ vào nhận lấy đó là một xứ bị ô uế tại sự ô uế của các dân tộc nó và tại sự gớm ghiếc của chúng nó đã làm cho xứ ấy đầy dẫy từ đầu này chí đầu kia. Vì vậy cho nên, chớ gả con gái các ngươi cho con trai chúng nó và đừng cưới con gái họ cho con trai của các ngươi. Chớ hề tìm kiếm sự thạnh lợi hoặc sự bình an của chúng nó để các ngươi trở nên mạnh dạn ăn hoa lợi của xứ và để nó lại cho các con trai mình làm cơ nghiệp đời đời. Vả sau những tai họa đã giáng trên chúng tôi tại các sự hành ác và tội trọng của chúng tôi mà lại hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, thật Chúa chẳng có phạt chúng tôi cho đáng như tội chúng tôi và đã ban cho chúng tôi được phần sót lại giường này. Vậy có lẽ nào chúng tôi lại phạm các điều răn của Chúa nữa, kết bạn với các dân tộc vẫn làm những sự gớm ghiếc này sao? Vậy thì cơn thạnh nộ Chúa há sẽ chẳng nổi lên cùng chúng tôi, tiêu diệt chúng tôi, đến nỗi chẳng còn phần sót lại, cũng không ai thoát khỏi hay sao? Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel ơi, Chúa vốn là công bình, còn chúng tôi chỉ một số ít người được thoát khỏi như đã thấy ngày nay. Này, chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội lỗi nhiều, nhân đó chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài. Thi Thiên 146. Hallelujah! Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Trong chánh ngày đó, các mưu mô nó liền mất đi. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Ngài là đấng dựng nên trời đất, biển và mọi vật ở trong đó. Ngài giữ lòng thành thực đời đời, đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp và ban bánh cho người đói. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù, Đức Giê-hô-va mở mắt cho người đuôi, Đức Giê-hô-va sửa ngay lại những kẻ cong khom, Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình. Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa, nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời. Ở Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm vua đến muôn đời. Hallelujah! Chương 27. Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Giê-xu để giết Ngài. Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát là quan tổng đốc. Khi ấy, Giu-đa là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án thì ăn năn, bèn đem 30 miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng: tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Song họ đáp rằng: sự đó can gì đến chúng ta, mặc kệ ngươi. Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: không có phép để bạc này trong kho thánh vì là giá của huyết. Rồi họ bàn với nhau, dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhân đó, ruộng ấy đến nay còn gọi là ruộng huyết. Bây giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng: họ lấy 30 bạc là giá của đấng đã bị định bởi con cái Israel và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm, y như lời Chúa đã truyền cho ta. Đức Chúa Giê-xu đứng trước quan tổng đốc. Quan hỏi rằng: có phải ngươi là vua của dân Giu-đa không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: thật như lời. Trong lúc các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện Ngài, Ngài không đối đáp gì hết. Phi-lát bèn nói cùng Ngài rằng: họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao? Trong Đức Chúa Giê-xu không đáp lại một lời gì, đến nỗi làm cho quan tổng đốc lấy làm lạ lắm. Phàm đến ngày lễ vượt qua,
quan tổng đốc thường có lệ tha một tên tù tùy ý dân muốn. Đang lúc ấy, có một tên phạm nổi tiếng tên là Baraba. Khi chúng đã nhóm lại thì Phi-lát hỏi rằng, các ngươi muốn ta tha người nào, Baraba hay là Giê-su gọi là Christ? Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp ngài. Quan tổng đốc đang ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng, đừng làm gì đến người công bình đó, vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao. Song các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Baraba và giết Đức Chúa Giê-xu. Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng, trong hai người này, các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng, Baraba. Phi-lát nói rằng, vậy còn Giê-xu gọi là Christ thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng, đóng đinh nó trên cây thập tự. Quan hỏi, sao người này đã làm việc dữ gì? Chúng lại kêu la lớn hơn rằng, đóng đinh nó trên cây thập tự. Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ mà nói rằng, ta không có tội về huyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi. Hết thảy dân chúng đều đáp rằng, xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi. Phi-lát bèn tha tên Baraba cho chúng và khiến đánh đòn Đức Chúa Giê-xu, đoạn giao ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự. Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Giê-xu vào công đường và nhóm cả cơ binh vây lấy ngài. Họ cởi áo ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho ngài. Đoạn họ đưa một cái mão gai mà đội trên đầu và để một cái sậy trong tay hữu ngài, rồi quỳ xuống trước mặt ngài mà nhạo báng rằng, lại vua của dân Giu-đa. Họ nhổ trên ngài và lấy cây sậy đánh đầu ngài. Khi đã nhạo báng ngài rồi, thì họ cởi áo điều ra mà mặc áo của ngài lại, rồi đem ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. Khi họ đi ra, gặp một người ở thành Siren tên là Simon, thì bắt người vác cây thập tự của Đức Chúa Giê-xu. Đã đi tới một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ cái sọ. Họ cho ngài uống rượu trộn với mật đắng, song ngài nếm thì không chịu uống. Họ đã đóng đinh ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm mà chia nhau áo sống của ngài, rồi họ ngồi đó mà canh giữ ngài. Phía trên đầu ngài, họ để cái bảng đề chữ chỉ về án ngài rằng, người này là Giê-xu, vua dân Giu-đa. Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả. Những kẻ đi ngang qua đó chê cười ngài, lắc đầu mà nói rằng, ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình đi, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo ngài rằng, nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi thì chúng ta mới tin. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng ta là con Đức Chúa Trời. Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với ngài cũng nhiếc móc ngài như vậy. Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Ước chừng giờ thứ 9, Đức Chúa Giê-xu kêu tiếng lớn lên rằng, Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe kêu thì nói rằng nó kêu Eli. Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá và thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy mà đưa cho ngài uống. Nhưng kẻ khác thì lại nói rằng, hãy để vậy, coi thử có Eli đến giải cứu nó chăng? Đức Chúa Giê-xu lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi truốc linh hồn. Và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại. Sau khi Đức Chúa Giê-xu đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh
và hiện ra cho nhiều người thấy. Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Giêsu thấy đất rúng động và những điều xảy đến thì sợ hãi lắm mà nói rằng: "Thật, người này là con Đức Chúa Trời." Và có nhiều người đàn bà đứng coi ở đằng xa, là người đã đi theo Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê để hầu việc Ngài. Trong những đàn bà đó có Mary Madeleine, Mary mẹ của Gia-cơ và Joseph, và mẹ hai con trai của Zebedê. Đến chiều tối, có một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giêsu, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giêsu. Phi-lát bèn truyền cho Joseph lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá. Đoạn lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mộ rồi đi. Có Mary Madeleine và Mary khác ở đó ngồi đối ngang huyệt. Đến ngày mai là ngày sau ngày sắm sửa, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đến Phi-lát mà nói rằng: "Thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối này khi còn sống có nói rằng khỏi 3 ngày thì ta sẽ sống lại. Vậy xin hãy các người canh mã cẩn thận cho đến ngày thứ 3, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi rồi nói với chúng rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước." Phi-lát nói với họ rằng: "Các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các ngươi." Vậy họ đi, niêm phong mã Ngài lại, các lính canh giữ lấy làm chắc chắn lắm. Chương 28. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Mary Madeleine và Mary khác đến thăm mộ. Và này, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Vì đó những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: "Các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm, và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây này, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Galilê, ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy ta đã bảo các ngươi." Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng chạy báo tin cho các môn đồ. Này Đức Chúa Giêsu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng: "Mừng các ngươi." Hai người cùng đến gần ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: "Đừng sợ chi cả, hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Galilê, ở đó sẽ thấy ta." Trong khi hai người đàn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận. Xong rồi thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc mà dặn rằng: "Các ngươi hãy nói rằng, môn đồ nó đã đến lúc ban đêm khi chúng tôi đang ngủ mà lấy trộm nó đi. Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc thì chúng ta sẽ khuyên giải người và làm cho các ngươi khỏi lo sợ." Mấy tên lính đó lấy bạc và làm theo như lời. Tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giu-đa cho đến ngày nay. 11 môn đồ đi qua xứ Galilê lên hòn núi mà Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: "Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài.
để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.